Gia đình Lý Hải Minh Hà diện đầu tông xẹt tông rồng rắn tham gia sự kiện. Lý Hải và Minh Hà đã đưa con trai và con gái lớn cùng tham gia một sự kiện ý nghĩa dành cho các gia đình cùng nhiều sâu Việt khác. Sáng nay ngày 16 tháng 12, đông đảo sâu Việt như Bình Minh Quyền Linh MC Phan Anh, Hoa hậu Phạm Hương Ngô Kiến Huy Đông Nhi ông Cao Thắng cùng vợ chồng Lý Hải Minh Hà đã tham gia một sự kiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, sự xuất hiện của hai con nhà Lý Hải Minh Hà đã gây sự chú ý của công chúng. Bé Rio Hạo Nhiên diện áo sơ mi trắng giống bố Lý Hải, còn cô công chúa Cherry Hải My lại điệu đà với áo dài cùng tông với mẹ Minh Hà. Gia đình Lý Hải Minh Hà được mọi người thích thú vì luôn hạnh phúc mỗi khi xuất hiện cùng nhau. Ngoài ra, sự kiện sáng nay còn có sự tham gia của dàn sao Việt nổi tiếng khác như Ngô Kiến Huy. MC Phan Anh tranh thủ tham gia vì ý nghĩa của chương trình trước khi tiếp tục các công tác thiện nguyện tại miền Trung. Rocker Nguyễn chàng soái ca mới của điện ảnh Việt. Hứa Vĩ Văn, Sĩ Thanh, Đông Nhi và ông Cao Thắng tình tứ bên nhau. Bình Minh, người mẫu Trang Khiếu, MC Quyền Linh, Hoa hậu Phạm Hương, Ninh Dương Lan Ngọc. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!